Bí quyết nấu cơm đảm bảo dưỡng chất. Ngâm gạo trước khi nấu. Ngâm gạo trong nước trước khi nấu giúp làm mềm hạt gạo và làm cho cơm chín đều hơn, nên ngâm từ 30 phút đến 1 giờ trước khi nấu. Vo gạo đúng cách. Vitamin B1 chủ yếu ở ngoài hạt gạo. Nếu vo gạo quá kỹ khi nấu cơm sẽ bị mất đi dưỡng chất. Bạn chỉ nên vo gạo qua 1 đến 2 lần nước để loại bỏ hết bụi bẩn. Nhiều người thường có thói quen vo gạo qua 4 đến 5 lần nước đến khi chỉ còn lại nước trắng trong. Đó là sai lầm cần tránh. Nấu cơm bằng nước nóng. Nếu nấu cơm bằng nước nóng, lớp ngoài của hạt gạo sẽ bị co lại, tạo lớp màng bảo vệ hạt gạo không bị nứt vỡ, nên sẽ giữ được chất dinh dưỡng. Nấu cơm bằng nước nóng cũng giúp rút ngắn quá trình nấu cơm, khiến cho cơm chín nhanh hơn. Ngoài ra cũng giúp tiết kiệm được năng lượng điện tiêu hao trong quá trình nấu cơm. Không được mở nắp thường xuyên. Mở nắp nhiều lần trong quá trình nấu có thể làm giảm nhiệt độ và làm mất hơi nước cần thiết để nấu cơm chín. Hãy chỉ mở nắp khi cần kiểm tra hoặc khi cơm đã chín. Khi mở nắp nồi cơm, hạt gạo sẽ tiếp xúc với không khí. Đây là yếu tố phá hủy vitamin trong gạo. Ủ cơm thêm 10 đến 15 phút. Khi cơm đã chín, nồi cơm liền chuyển sang chế độ làm ấm thì nên để ủ thêm 10 đến 15 phút để cơm chín đều, khô ráo bề mặt. Sau đó mở nắp sợi đều giúp hạt cơm tơi xốp, không bị dính vào thân nồi. Ngoài ra để hạt cơm bóng đẹp, bạn có thể thêm chút bơ hoặc dầu ô liu, dầu mè vào trước khi nấu.